chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên đối cầu nguyện và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Đó là Simon mà người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Jacobê và Gioan, Philippe và Bartolomeo, Matthew và Thomas, Jacobê con ông Anphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Judas con ông Jacobê, và Juda Iscario kẻ phản bội người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tiro và Sidon đến nghe người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật Cả những người bị quỷ ô quế hành hạ hà Cũng được chữa khỏi Và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người Vì tự nơi người phát xuất một sức mạnh Chữa lành mọi người Đó là lời Chúa Lời Chúa Kitô, Ngài khen Chúa Ông bà anh chị em thân mến Phụng vụ giáo hội hôm nay Mừng lễ hai thánh tông đồ Simon và Juda. Chúa đã yêu thương tuyển chọn và sai các ngài ra đi Vì niềm tin của Chúa Vì tình yêu nhưng không của Chúa Ngài muốn chọn và muốn mời gọi những con người Dù họ chẳng là chi. Sự chọn lựa của Thiên Chúa bao giờ cũng là bất ngờ, bởi vì nó vượt lên trên sự chọn lựa hay suy tính của con người. Con người chọn người giỏi, người tài, người trí thức, người có lợi, người biết làm việc, còn Thiên Chúa thì chọn vì tình yêu, một lý do sâu sắc nhất và một lý do duy nhất mà Chúa muốn. cho nên trong sự chọn lựa bất ngờ của thiên chúa thì quyền năng của ngài vẫn có thể làm cho những con người mà ngài chọn dù họ ra sao dù họ như thế nào họ cũng vẫn phải trở nên con người tốt của thiên chúa theo thánh ý ngài muốn hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Simon và Yuda. Nếu chúng ta nhìn lại lịch phụng vụ giáo hội thì hai thánh mà chúng ta mừng hôm nay được xem chừng như là hai thánh tông đồ cuối cùng được mừng trong năm phụng vụ. để rồi các ngài cũng được xem như là vị tông đồ thứ mười hay thứ mười một Xếp trong thứ tự anh em tôn đồ như vậy Cho phép chúng ta dám nói rằng Các ngài Có thể bị các thánh sử quên lãng Phúc âm ít nói về các ngài Ít nói về thánh Simon và Giuda So với tin mừng Thường hay kể lại những câu chuyện Tông đồ phê -rô gắn liền với thầy Giêsu, Hay kể cả tông đồ Phaolô sau này cũng được nhắc nhiều qua công trình để lại những bức thư gửi cho các giáo đoàn, gửi cho bao nhiêu giáo hữu ở nhiều nơi. Hay kể cả những tông đồ nổi tiếng khác như Thánh Gioan hay Thánh Giacobê mà chúng ta cũng vừa nghe kể tên trong sự chọn lựa của Chúa Giêsu ngày hôm nay. Mà hầu hết các ngài Đều là những con người rất bình thường Là ngư phủ Là nông dân Hay một thu thuế Hay là người biệt phái Hay là một con người nhiệt thành Theo nghĩa làm chính trị Giống như Thánh Simon vẫn được mệnh danh là nhiệt thành Mà chúng ta mừng hôm nay Hay là Judah Tadeo Vẫn được mệnh danh là một nông dân đích thực để chúa biến đổi các ngài trở thành những tông đồ của chúa cho nên trong sự quên lãng hay trong bóng mờ của các ngài thiên chúa làm cho các ngài lại lớn lên trở nên tông đồ của chúa vì thế khi chúng ta nhìn lại lễ mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy được rằng sự yếu kém của con người có thể đó là sự thể hiện quyền năng của Thiên Chúa. Khi con người thấy mình thiếu chỗ nào hay thiếu nhiều thì lúc đó con người mới cần Thiên Chúa nhiều hơn. Và lúc đó con người có thể đáp lại bằng lòng quảng đại của chính mình. Một tình yêu nhưng không khi mình nhận ra thì mình sẽ đáp trả, đáp trả hết mình, hết sức và dám chết cho Chúa Kitô. Chúng ta dám nói như vậy và quả thật như vậy. Cuộc đời của Thánh Simon và Thánh Giuđa mà chúng ta mừng hôm nay không có gì khác hơn là để cho Chúa uống nắng bản thân của mình để trở nên người nhà của Thiên Chúa, trở nên những sứ giả của Thiên Chúa giữa trần gian này. Và các ngài gặp gỡ chung nhau trong một niềm tin trong cái chết tử đạo trong sự dấn thân để loan báo tin mừng của Chúa Kitô dù cho mạng sống của mình bị đe dọa hay kể cả phải chết phải đổ máu đào vì Chúa Kitô vì niềm tin mà mình đã tuyên xưng Chúa vẫn gọi chúng ta thưa ông bà anh chị em vẫn gọi chúng ta để hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy nơi thánh Simon và thánh Judas một con người bình thường như vậy đó chúa đã làm nên tất cả để khi chúng ta thấy mình trống rỗng mình hèn yếu hay mình thiếu sót mình khiếm khuyết thì đó cũng chính là lúc mà chúa sẽ đông đầy chúa sẽ biến đổi chúa sẽ làm cho chúng ta nên những con người tốt lành của thiên chúa hay muốn nói nhiều hơn nữa là chúng ta sẽ trở nên những người môn đệ những tông đồ của thế kỷ ngày nay thế giới đang cần đến những con người dấn thân mà cung cách tông đồ của họ dù là âm thầm hay dù là làm việc nhiều cho thiên chúa cho hội thánh chúa được sinh nhiều qua trái thì cũng đều như nhau trước mặt thiên chúa đều ích lợi và đều đẹp lòng thiên chúa cả cho nên chúng ta đừng ngại hãy là những con người âm thầm trong lời cầu nguyện thường ngày của mình để cầu cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt đường tông đồ của chúng ta hay sự hy sinh hàng ngày của chúng ta dù không ai biết đi nữa nhưng có giá trị trước mặt thiên chúa có giá trị cứu rỗi vì vậy chúng ta hãy luôn luôn sống hết mình chu toàn sư vụ với cung cách tông đồ âm thầm hàng ngày của chúng ta để xứng đáng một phần nào đó trong ơn gọi mà chúa gọi chúng ta dù là linh mục dù là chủng sinh dù là tu sĩ hay dù là Kitô hữu giáo dân đi nữa thì chúng ta đều là những người tông đồ của Chúa Kitô. Nếu thánh Giuđa hay thánh Simon Nhiệt Thành mà chúng ta mừng lễ hôm nay từ một con người nhiệt thành muốn giải phóng cho dân tộc Do Thái trở thành một người xây dựng nước trời không biên giới, không còn lãnh thổ. Và nếu như thánh Giuđa Tadeo mà chúng ta mừng hôm nay, ngài được mệnh danh là con người của niềm hy vọng. Thì chúng ta được phép cầu nguyện với ngài trong niềm hy vọng, xin cho sự bình an mà Thiên Chúa gửi trao qua thánh Giuda Tadeo mà chúng ta mừng lễ hôm nay sẽ ban cho con người niềm hy vọng mới, đó là được bình an, được yên vui trong tình yêu của Thiên Chúa.